Trang xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi sẽ có buổi phỏng vấn ngắn với anh Bảo, là chủ tịch của Novo DC và anh cũng là chairman của VietFest. Và đây là cô Cẩm Trân, Miss VietFest năm 2016. Xin chào anh Bảo, xin chào Cẩm Trân. Dạ, xin chào, dạ, xin chào quý vị. Xin anh Bảo cho biết VietFest 2017 đã chuẩn bị đến đâu cho đến thời điểm này? Dạ. Thì VietFest thì mỗi năm thì tổ chức thì cũng có rất là nhiều chuyện để lo. Thì bây giờ còn 3 tuần nữa là sẽ có VietFest. Thì năm nay tổ chức VietFest là 12-13 tháng 8 tại Tyson Corner Mall, The Plaza. Địa chỉ là 1961 Change Bridge Road, McLean 22101. Thì mỗi năm thì VietFest có rất là nhiều cái chương trình vì văn nghệ và có nhiều gian hàng để bán đồ ăn đồ này kia. Thì cũng có rất là nhiều chuyện để phải lo. Yeah. Xin anh cho biết thành phần của ban tổ chức và các nhà bảo trợ năm nay. Dạ. Thì như mọi năm VietFest làm thì rất là tốn kém, nên vậy phải cần cái sự giúp đỡ của những người sponsor. Thì năm nay cái người title sponsor như mọi năm là Maryland Life Casino, nhưng cũng có mấy cái sponsor hãng Mỹ giống như là First Financial Security hay là Kaiser, State Farm, Ấn Độ State Farm. Mà năm nay cũng có một người sponsor lớn là Mamala Kitchen. Họ có mấy cái món phở bún bò Huế chả giò mà làm sẵn rồi đó, mà bữa đó họ cũng ra bán đó, thì quý vị cũng nên tới để thử những món của họ. Dạ. Thì VietFest 2017 này có những điểm đặc biệt gì mà anh Bảo muốn chia sẻ? Dạ. Thì như mọi năm VietFest thì có thứ nhất là có cái chương trình văn nghệ mà cũng có giống như fashion show. Mà năm nay đặc biệt là có hai loại fashion show áo dài, một là về cái traditional mà hai là về cái modern áo dài, nên vậy cũng cái chương trình đó cũng mới cho năm nay. Mà VietFest mỗi năm thì cũng có nhiều gian hàng bán những món đặc sắc của người Việt Nam mình, mà cũng có nhiều cái cuộc thi giống như là phở eating contest hay là crawfish eating contest. Thì họ thi trong vòng 2 phút coi coi ai có ăn được crawfish nhanh nhất mà họ sẽ được thưởng tiền mặt. Thì cũng có nhiều cái trò rất là vui. Mà đặc biệt là trong cái VietFest thì cũng có Mr. VietFest, nhưng mà có một cái event lớn trong VietFest là Miss VietFest, mà như cái đó là tổ chức mỗi năm. Yeah. Thì chị hỏi em là tại sao mà VietFest lại có cuộc thi Miss VietFest mỗi năm? Dạ. Yeah. Cuộc thi Hoa hậu VietFest đặc biệt ở chỗ là ta chú trọng vào văn hóa Việt Nam. Cuộc thi này đã cho em cơ hội để trình diễn và trình bày những nét đặc trưng và đặc biệt về văn hóa của ta. Khi đoạt giải, Hoa hậu và Á hậu sẽ được thưởng tiền mặt và còn có cơ hội để thi Miss United States. Cảm ơn em. Xin anh Bảo cho quý khán thính giả biết cái website, địa chỉ, email và số phone để liên lạc. Dạ. Yeah. Thì quý vị nào mà chưa biết về VietFest á, thì cần thêm chi tiết á, thì nên lên vietfest.com, vietfest.com, hay là cần thêm chi tiết thì cũng có thể gọi số điện thoại 703-350-6241. Chị biết không, mỗi năm VietFest tổ chức mỗi năm là tại vì mình muốn có một cái sinh hoạt nào mà cho cái cộng đồng của mình có thể làm việc chung với nhau. Mà nhất là mỗi năm có cái hội chợ VietFest như vậy đó, thì người Việt Nam mình cũng rất là hãnh diện, tại vì mình có thể cho những cái community khác biết mình là ai, mình là người Việt Nam mà cũng là người Mỹ gốc Việt đó. Nên vậy nếu mà muốn VietFest thành công á, thì thật sự là cũng cần quý vị tới để ủng hộ, tới để tham gia. Thì càng nhiều người tới thì nó sẽ rất là thành công. Cẩm Trân thì em đã đoạt giải Hoa hậu cuộc thi VietFest năm 2016. Thì em có những kinh nghiệm gì mà em muốn chia sẻ với các bạn trẻ không? Thắng cái cuộc thi này có nhiều ý nghĩa đối với em. Sau khi thắng VietFest, em cũng tham gia nhiều sinh hoạt của cộng đồng và làm nhiều từ thiện.
Để tổ chức cho VietFest được thành công thì em chắc chắn là sẽ có những khó khăn và thuận lợi, thì anh Bảo có thể chia sẻ với khán thính giả được không ạ? Dạ, thì đầu tiên hết khó khăn nhất là kiếm đủ tài chính để làm cái chương trình này. Nhưng mà cũng khó khăn là kiếm nhiều volunteer để làm. Nhưng mà cái quan trọng nhất là cái sự ủng hộ của quý vị. Nếu mà quý vị có tới tham gia càng đông thì càng tốt, thì cái VietFest càng ngày nó sẽ mạnh mẽ thêm. Nên nếu mà quý vị 12, 13 tây mà có thì giờ thì nên ra, mà không có thì giờ cũng nên ra để tham gia VietFest năm nay, để cho cái cộng đồng mình nó mạnh hơn. Thì nói lại đó là VietFest sẽ tổ chức thứ bảy 12 tây tháng 8 và chủ nhật 13 tây tháng 8. Mà nếu mà cần thêm chi tiết thì có thể lên website vietfest.com hay là gọi điện thoại 703-350-6241. Mà quý vị nhớ nha, là tới đó là miễn phí, là vô cửa tự do. Thì nên dẫn gia đình và nói cho bạn bè biết là mình có cái hội chợ này tới là 12-13 tây tháng 8. Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Cẩm Trân. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi cuộc phỏng vấn hôm nay của chúng tôi. Xin kính chúc quý vị có một ngày hạnh phúc bên gia đình và người thân. Thanh Trang xin được kính chào. Chào quý vị.